Chào các bạn một buổi sáng rất là tuyệt vời. Hôm nay mình muốn chia sẻ cho các bạn bằng cách là mình đặt cho bạn một cái câu hỏi. Tại sao bạn chưa ra khởi nghiệp nhỉ? Cái câu hỏi này mình hỏi rất là nhiều người. Mình gặp ai mà ra mà nói chuyện, có chuyện gặp nói chuyện với mình mà nói hiện tại làm cái gì, thì cái câu hỏi tiếp theo mình hay hỏi là tại sao mình bạn chưa ra khởi nghiệp nhỉ? Và cái câu hỏi này nó giúp cho mình phát hiện ra rất là nhiều điều tuyệt vời. Tuyệt vời cái gì ạ? Thứ nhất là mình gặp nhiều bạn sau khi học ra trường một vài năm, và bạn biết rất là nhiều thứ, nói chung rất là lanh lợi, nói cái gì cũng biết, kiến thức gì cũng biết, hỏi cái gì cũng biết, đi học rất là nhiều thứ. Tuy nhiên chỉ có một cái điều mà bạn không làm, đó là chưa ra khởi nghiệp. Và dĩ nhiên là hỏi như đó tại sao chưa ra thì họ nói hàng loạt những cái lý do. Và mình thì có dịp may mắn là ngày nào mình cũng gặp những cái bạn trẻ ra khởi nghiệp hết. Và trong suốt những năm qua mình gặp rất nhiều. Thì mình mới nhiều lúc mình mới đặt một câu hỏi là mình kêu tại sao rất là nhiều con người họ lanh lẹ, họ biết rất là nhiều thứ mà tại cái gì thì họ cũng biết, nhưng mà cuối cùng rồi là ra khởi nghiệp thì họ không dám, nhưng mà làm công thì họ cứ rên rỉ nó chán lắm, lên công ty chán lắm, không đủ nuôi cho cuộc sống, bây giờ lương thấp lắm đồ này kia. Tuy nhiên ra khởi nghiệp thì là họ lại không ra. Mình cứ suy nghĩ hoài cái lý do gì nhỉ, và cái nhiều bạn trẻ cũng bị vướng những cái điều này, tại sao nó kỳ lạ nhỉ? Và cái độ tuổi trẻ là cái độ tuổi vàng mà tại sao họ không ra họ hành động. Chừng cuối cùng mình mới phát hiện ra rằng họ đã quen với cái thói quen trì hoãn. Các bạn nhận ra điều này chưa? Họ trì hoãn lại cái hành động, và đằng sau cái trì hoãn là cái chữ chờ cái việc A nó đến, chờ việc B nó đến, chờ việc C nó đến, chờ có đủ kinh nghiệm, chờ có tiền, chờ có ai đó giúp đỡ mình, chờ có cơ hội gì đó. Họ ở cái chữ chờ. Cái từ chờ, các bạn biết cái từ chờ là một trong những cái từ mà mình nói là nó tác hại. Mình gọi là cái từ chờ gì? Cái từ chờ là mình gọi cái từ nó lừa cuộc đời bạn nhiều nhất. Cái trì hoãn, cái tác hại của chờ và trì hoãn nó là cái gì ạ? Các bạn nhận ra điều này chưa? Nó làm cho bạn mất hết nhiệt huyết. Như dụ bạn gặp một ai đó, bạn tham gia một lớp học gì đó, bạn rất là quyết liệt, ngay đó bạn rất là quyết liệt, bạn muốn bạn ra bạn làm rồi. Tuy nhiên cái chuyện gì xảy ra sau đó ạ? Bạn tự nhiên bạn chỉ hỏi bạn thì thôi đợi cái hôm nữa, chờ hôm nữa. Thì cái tác hại của chờ và trì hoãn nó làm cho bạn mất hết nhiệt huyết, mất hết năng lượng, tụt hết ý chí. Nó làm cho bạn gì ạ? Nó làm cho bạn suy nghĩ tiêu cực lên. Rồi sau một thời gian, cái hồi kia bạn lỡ hứa mà gặp ba nó lỡ hứa rồi, cái bắt đầu sang thời gian cái bạn sang cái tội gì? Đổ thừa. Các bạn nhìn chưa? Sang thời gian cái bắt đầu bạn sang cái tội đổ thừa. Ok, đổ thừa cho người khác, đổ thừa cho rất là nhiều lý do. Tại sao nhiều người họ tìm những cái lý do rất là hợp lý đó họ đổ thừa. Còn tại sao mọi người họ hay chọn phương pháp đổ thừa? Tại vì những cái lý do và những cái đổ thừa đó nó không có biết nó. Cái việc mà đổ thừa chứ tìm lý do để đổ thừa nó tốt hơn là cái việc là nhận mình tệ hại, nhận mình không dám làm. Các bạn nhận ra điều này chưa? Nên họ hay chọn cái phương án đổ thừa. Đổ thừa là một cái phương án mà nó ngọt nhất, nó dễ làm nhất. Cái đổ thừa và cái biết nói, cái lý do mà nó biết nói là nó sẽ chỉ cho bạn chính xác là bạn tệ hại nó như thế nào. Nó chỉ cho bạn cái chính xác là bạn có lý giống, lý tráo thôi. Bạn nhớ là cuộc đời này do ai sáng tạo ra? Do bạn sáng tạo ra. Đã chán nản rồi thì đi ra đi làm đi. Đừng có ngồi chờ, đừng có lý do. Lý do lớn nhất mà bạn chưa ra khởi nghiệp đó là cái sự trì hoãn của bạn và cái sự chờ mong ai đó. Và hai cái từ này nó sẽ như thế nào ạ? Nó sẽ gây tác hại cho cuộc đời bạn. Hành động liền. Bạn nên nhớ muốn là hành động liền. Và nó như thế nào ạ? Cái hành động nó đẩy bạn về phía trước và giúp bạn mới đời được ra khởi nghiệp. Rất cần cái cuộc chơi khởi nghiệp, rất cần những con người quyết tâm, ý chí và sẵn sàng dấn thân. Các bạn nhìn chưa? Nó không dành cho những người chờ đợi phải đủ điều kiện rồi mới làm. Chưa có kinh nghiệm, làm nó sẽ có kinh nghiệm. Chưa có tiền, làm một hồi nó sẽ có tiền. Các bạn nhìn chưa?
chưa có cái kiến thức làm học, nó sẽ có kiến thức rất là đơn giản. Chưa có khách hàng làm hồ nó sẽ có khách hàng. Ok, chưa biết quản lý nhân viên làm hồ nó sẽ có nhân viên. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Hãy hành động đi các bạn, và mình trông chờ cái phản hồi của các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.